Xin chào mọi người, xin chào chị yêu ạ. Dạ rồi, em chào mọi người, chào chị yêu nha. Chào mừng các chị yêu đã quay trở lại với livestream tiếp theo của Thời Trang Dori. Mọi người ơi, trưa nay em đã quay trở lại livestream rồi đây. Hôm nay là cuối tuần đố mạng và bên em về rất là nhiều mẫu đầm đẹp dành cho chị yêu mình. Nếu như mà chị yêu nào mọi người đã vào coi livestream rồi thì nhanh tay để lại comment liền các chị yêu nha. Xin chào mọi người, hello các chị yêu luôn nè. Mọi người ơi, hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến cho chị yêu mình một cái em đầm rất là đẹp nha. Mã sản phẩm của em đang mặc ngày hôm nay đó là mã số sản phẩm DN015, một cái mẫu mới về, và cái tông màu của em mặc đây sẽ là gam màu đỏ rất là nổi bật luôn. Em sẽ có 3 màu dành cho mọi người, và hôm nay bên em đang có một cái chương trình khuyến mãi nữa, đó là sẽ tặng kèm mắt kính cho chị nào mua hóa đơn trên 500 ngàn đồng các chị yêu nha. Vì vậy hôm nay các chị yêu nào mọi người đã vào coi livestream rồi thì nhanh tay để lại một chấm tương tác cho bên em liền. Đầm em mặc đây là đầm DN015, em có 3 gam màu. Thứ nhất là màu em đang mặc đây sẽ là gam màu đỏ. Em có cho chị yêu mình đây sẽ là gam màu đen, và có cho mọi người đây sẽ là gam màu vàng các chị yêu nha. Mã đầm DN015 này mới về của bên em luôn, với mức giá gốc là 580.000. Hôm nay chị yêu nào mình đặt hàng trong khung giờ livestream, em sale chỉ còn với giá là 480.000 thôi. Và ngoài ra bên em sẽ miễn luôn phí ship giao hàng đến tận nhà các chị yêu nha. Mọi người ơi, mẫu đầm này em đang sale chỉ còn với giá là 480.000 thôi, mà được free ship giao hàng đến tận nhà, được hỗ trợ đổi size nếu như không mặc vừa các chị yêu nha. Cho nên là chị yêu nào mọi người vào xem livestream rồi thì nhanh tay chốt đơn liền. Đây sẽ là một em đầm gam màu đen. Em có cho chị yêu mình đây là một mã đầm màu vàng, và màu của em đang mặc đây sẽ là đầm màu đỏ các chị yêu nha. Được thiết kế cho chị yêu bằng cái chất liệu vải cho bên em đó là acetat. Mọi người ơi, cái chất liệu acetat này là một cái chất mới về của Dori mọi người nha. Mặc lên thì mềm mát cực kỳ, không bị mỏng và không bị nhăn đâu ạ. Khi các chị yêu mình mua cái mẫu này cho bên em á thì đi chơi hay là đi tiệc đều ok mọi người ha. Rồi nhanh tay chốt đơn là DN015, và kèm với số điện thoại là các chị sẽ có đơn hàng thành công. DN015 màu đen, DN015 màu vàng và DN015 màu đỏ các chị yêu nha. Được thiết kế cho bên em là viền bèo đuôi cá này, mặc lên cực kỳ sang luôn. Và phom đầm này các chị yêu có thể mặc đi chơi đi tiệc đều được luôn, quay nghiêng các chị yêu mình xem giúp bên em nha. Mọi người có nhìn thấy cái mẫu đầm này nó đẹp không ạ? Nếu như mà đẹp thì đặt hàng ngay giùm em là DN015 kèm số các chị nha. Quay nghiêng các chị nhìn cái phom đầm lên cho bên em nè. Trời ơi xuất sắc mọi người ơi. Đầm này chỉ có 480.000 thôi đó, mà cái dáng của nó là dáng đầm đuôi cá cho nên mặc rất là sang. Bên em sẽ về đầy đủ size dành cho chị yêu mình là M, L, XL cho tới size 2XL, và dành cho chị yêu nào 70kg đổ về là mặc đẹp các chị yêu nha. Ngày hôm nay thì Dori đang có một cái chương trình khuyến mãi rất là đặc biệt dành cho chị yêu mình. Đó là nếu như mà chị yêu nào mua hóa đơn trên 500 ngàn đồng, các chị sẽ được tặng kèm một em mắt kính cao cấp trị giá là 350.000 các chị yêu nha. Đây em sẽ cho các chị yêu mình xem một số những cái mẫu mắt kính của bên em, và đang được bán giá là 350.000 các chị yêu nha. Nhưng mà các chị yêu nào mua hóa đơn trên 500 ngàn là sẽ được tặng kèm luôn ạ. Em sẽ có cho chị yêu mình nè, đây những cái gam màu rất là đẹp và rất là sang. Những cái kính này mọi người có thể là mình mang đi nắng đi mưa, mang ban ngày ban đêm đều được các chị yêu nha. Đây mọi người nhìn thấy giúp bên em mà rất là đẹp luôn nè mọi người ơi. Một cây kính này trị giá là 350.000. Nhưng mà ngày hôm nay khi các chị đặt hàng trên live mua hóa đơn trên 500 là các chị sẽ được tặng miễn phí cho bên em, tặng không đồng luôn các chị yêu nha. Đó mọi người nhìn cây kính này cho bên em là nó có sang không các chị ơi, rất là sang chảnh luôn nha. Trời ơi cái gọng kính của nó mọi người coi nghiêng nè, nhìn thấy không ạ, gọng kính này là hình zig zag cực kỳ đẹp luôn. Rồi em có cho chị yêu mình thêm đây là gam màu cho bên em đó là màu nâu trà các chị yêu nha. Rồi đây là gam màu cho bên em là màu xám đen như vậy. Trời ơi nó rất rất là đẹp luôn. Một cái đầm que mặt 480.000, các chị chỉ cần đặt thêm một cái gì đó thôi, hóa đơn trên 500 các chị được tặng kèm ngay một cây kính như vậy và miễn ship giao hàng luôn. Đó mọi người chốt đơn hàng liền cho em các chị nha. Em chỉ tặng dành cho 5 chị đặt hàng nhanh nhất thôi ạ. Cho nên là mọi người tranh thủ lên đơn hàng. Mọi người ơi kính thì số lượng có hạn, chỉ tặng cho 5 chị đặt hàng nhanh nhất thôi nha. Chị Đặng Liên lấy đầm DN015 ok. Chị Lê Minh Tuyết lấy DN015 1m58 50kg ok chị yêu luôn. Chị Trần Thanh Huế lấy DN015 size 2XL có comment, dạ có nha chị yêu nha. Giá em đang bán dành cho mình đó là em sale cho chị yêu mình trong khung giờ livestream là 480 một đầm ạ. Đầm này sale còn 480 nha. Ok chị yêu Vích Phạm lấy DN015 60kg ok chị yêu Lê Mai. Mọi người ơi DN015 màu này sẽ là gam màu đen. Ở đây em có cho chị yêu mình là gam màu cho bên em là màu vàng, và màu của em mặc đây sẽ là gam màu đỏ. Có 3 màu như thế này các chị yêu nha.
mọi người vừa có thể mang đi chơi, mọi người vừa có thể mang đi tiệc đều được, hoặc là đi công sở cũng được luôn. Lưu ý giùm bên em là đặt hàng ở trong khung giờ livestream nha, bởi vì ngoài khung giờ live các chị sẽ không có được giảm giá các chị Hoa. Ngoài khung giờ live mọi người sẽ không có được giảm giá cho bên em. Đấy, các chị nhìn dáng đầm cho em đi ạ, rất là đẹp luôn. Đầm này giá gốc 580.000, hôm nay giảm ngay 100.000 còn 480.000. Đây các chị yêu, nhìn dáng đuôi cá nè, rất là đẹp đúng không mọi người ha. Quay nghiêng các chị nhìn phô đầm giúp bên em. Đầm đuôi cá thì cái ưu điểm của nó chính là mặc lên nó tôn dáng dành cho các chị yêu mình, và vòng nào thì ra vòng đó như thế này luôn, không hề bị lộ bụng các chị yêu ạ. Bên dưới thiết kế sẽ là viền bèo, phần cổ của em mặc đây là cổ tròn và tay lên là tay lỡ, tay bồng cho chị yêu mình, che hoàn toàn khuyết điểm là bắp tay to nha các chị yêu nha. Đẹp không mọi người nè, các chị nhìn phô lên giùm em đi, trời nó sang lắm, thật sự là rất đẹp luôn á. DN cho em là 010, DN cho bên em là 015 nha các chị yêu nha. Ai đặt hàng kèm số điện thoại giúp em. Màu vàng thì mặc lên rất là trắng da, màu đỏ mặc lên nổi bật, còn màu đen thì mặc lên gọn gàng các chị ha. DN015 em chuẩn bị qua mẫu nè, các chị yêu lên đơn hàng nhanh tay giúp bên em nha. Nếu như mà chị yêu nào mình đặt hàng mà có thấy số lạ gọi tới thì nghe máy xác nhận giùm em, sẽ có nhân viên em tư vấn size dành cho các chị yêu mình luôn. Mọi người ai vào coi like thì chấm bài tương tác giùm bên em luôn các chị yêu nha. DN cho bên em là 015 và kèm với số điện thoại 480.000, giá gốc là 580, sale còn 480.000. Bây giờ em qua mẫu các chị yêu nha, chị nào vào coi like rồi thì chấm bài tương tác giùm bên em với nha. Mọi người ơi, bây giờ thì em sẽ đi thay mẫu mới đây ạ. Hôm nay có rất nhiều mẫu đầm đẹp cho nên là các chị yêu đợi em một tí xíu ạ. Cảm ơn chị yêu Hoàng Hạnh lấy DN015XL, ok chị yêu luôn nha. Rồi bây giờ thì em qua mẫu mới các chị yêu, mình nhớ là hôm nay đang có chương trình tặng kính hóa đơn trên 500.000, được tặng kèm cho em một cây kính hàng cao cấp chỉ giá 350.000 với giá là 0 đồng các chị yêu nha. Hóa đơn trên 500 các chị yêu ha. Rồi bây giờ thì em sẽ đi thay mẫu đây. Mọi người ai vào coi livestream rồi thì đặt hàng trên live giùm bên em, thấy số lạ gọi tới thì nghe máy xác nhận, em sẽ chuyển sang mã sản phẩm tiếp theo. Mọi người đợi em một tí xíu các chị yêu nha. Dạ rồi mọi người ơi, bây giờ thì mình qua mẫu các chị yêu nha. Chị nào vào coi like rồi thì nhanh tay đặt hàng trên like giúp bên em. Mà sản phẩm tiếp theo em sẽ qua cho chị yêu mình, đó là một cái em đầm mới về luôn và màu lên rất là đẹp các chị yêu nha. Cái mẫu đầm này thì em cực kỳ thích luôn ạ. Cho nên là hôm nay chị nào vào xem like rồi thì nhanh tay chốt đơn liền mọi người nha. Mà sản phẩm tiếp theo em qua cho các chị yêu, đó là một cái đầm xòe hoa hàng thiết kế cao cấp DN014 và sẽ có 3 màu dành cho chị yêu mình lựa chọn các chị yêu ạ. Ai đang coi livestream thì nhanh tay để lại comment cho bên em liền nha. DN014 là mã số sản phẩm tiếp theo em qua cho mọi người các chị yêu nha. Một em đầm rất là xinh. Và mọi người ơi, ngày hôm nay các chị yêu nào mọi người đặt hàng á, thì tranh thủ là chốt đơn trên live, bởi vì ngoài khung giờ live là sẽ không có được sale đâu các chị yêu nha. Đây em cho chị yêu mình xem nè, mã sản phẩm tiếp theo qua cho chị yêu mình đó là DN014 nè. Màu này sẽ là gam màu xanh đen, em có gam màu kem với lại là màu em nặng, đây là gam màu đen các chị nha. Hôm nay cái mã đầm này sẽ có tổng cộng là 3 tông màu cho chị yêu mình, rất là xinh. Và mọi người có thấy là cái đầm DN014 này khi đầu tiên mình mặc lên thôi là cái da của mình nó rất là tôn da và rất là trắng da rồi đúng không ạ? Mọi người ơi, đầm em mặc đây là DN014 nha. Chị yêu nào mình đặt hàng thì nhanh tay chốt đơn trong khung giờ livestream giúp cho bên em với ạ. Đầm DN014 này là được thiết kế cho chị yêu mình đó là một cái dáng đầm xòe hoa, và phần cổ thì thiết kế cho chị yêu mình đó là cổ cách điệu, cổ vuông có vẻ V như thế này. Đó, rất là xinh luôn các chị ha.
ha. Đầm DN014 em có tới 3 màu và các chị ơi, đầm này rất là rẻ luôn. Bình thường một cái mẫu đầm họa xòe hoa hàng thiết kế em bán là 500 mấy một đầm. Hôm nay chị yêu nào mình mua hàng trên livestream, em bán giá 380 ngàn một đầm, và nếu như ai mua hai đầm em sale còn 350 một đầm luôn. Nếu như mà chị yêu nào mình mua hai đầm á thì em sẽ sale còn 350 ngàn một đầm các chị yêu nha. Còn nếu như mà các chị yêu nào mua một thì sẽ có giá là 380 ngàn. Đầm này có giá gốc là 580 đó các chị yêu. Hoa vải lên cực kỳ đẹp, chất liệu vải thiết kế cho chị yêu và là dáng váy xòe có túi cho mọi người hai bên. Và cái form đầm này của bên em sẽ là đầm dài qua gối cho nên là mặc lên rất là tôn dáng các chị yêu nha. Xay một vòng cho chị yêu mình xem cho bên em nè. Đó, các chị yêu nhìn thấy không? Có đẹp không mọi người ơi? Đầm này cái chất liệu của nó chính là lụa mango các chị yêu ha. Đối với dòng vải mà lụa mango á thì mặc lên rất là thoải mái, mặc lên mềm mát, không bị mỏng và sẽ không bị nhăn. Phần cổ em thiết kế cho chị yêu mình cái mẫu đầm này đó là cổ vuông có rẽ V. Phần tay lên cho chị yêu mình đó là tay bèo cánh tiên như thế này. Và mọi người thấy không, chê hoàn toàn khuyết điểm bắp tay to luôn. Form đầm thì ôm ngay phần eo và dáng váy sẽ là váy xẻ các chị yêu nha. Rồi mọi người ơi, ai đặt hàng thì nhanh tay comment cho bên em liền DN014 ạ à, và kèm với số điện thoại giúp bên em. DN014 màu em mặc sẽ là màu đen. Em có màu kem rất là nhẹ nhàng nữ tính nè. Em có màu xanh đen mặc lên da rất là trắng da. Và giá bán dành cho các chị yêu mình ngày hôm nay đó là em đang sale còn với giá là 380 ngàn đồng một đầm các chị nha. Và miễn luôn phí ship giao hàng đến tận nhà. Mọi người ơi, đầm này em đang sale còn 380 ngàn đồng thôi. Và em free ship giao hàng đến tận nhà luôn ạ. À, cảm ơn chị Kim Chi lấy đầm DN014 1m55 và 60kg. Đối với mẫu đầm này đằng sau em thiết kế sẽ là có khóa kéo nha, tay bèo cánh tiên nha mọi người ơi. Đây là gam màu cho bên em là màu xanh đen nè. Màu xanh đen này mặc lên da cực kỳ là trắng da luôn. Có túi hai bên luôn các chị yêu hoa. Và form có thể là mang đi chơi hoặc là các chị yêu mình mang đi tiệc là đều ok nha mọi người ơi. Màu xanh đen nè, đây là tông màu kem và màu em mặc là màu đen, ba màu các chị yêu nhá. Ai mình đặt hàng màu nào thì chốt đơn trên like. Nếu như mà thấy số lạ gọi tới thì nghe máy xác nhận giùm cho bên em. Bên em đang có chương trình hóa đơn trên 500 ngàn, tặng kèm cho chị yêu mình một cái mắt kính trị giá là 350 ngàn. Cho nên là vì vậy nếu như mà ngày hôm nay các chị yêu mình mua hai đầm ở trên livestream là các chị sẽ được tặng kèm thêm một cái mắt kính các chị yêu nha. Mắt kính thì bên em có rất là nhiều kiểu để cho chị yêu mình xem nè. Đây có rất là nhiều kiểu mắt kính đẹp cho các chị yêu mình, giá là 350 ngàn đồng một cái, nhưng mà em sẽ tặng cho chị yêu giá 0 đồng nha. Nếu như hóa đơn trên 500 ngàn được tặng kèm ngay một cây mắt kính 0 đồng đem đeo thử cho chị yêu mình xem. Mọi người lưu ý là chỉ tặng duy nhất dành cho 5 chị nào đặt hàng nhanh nhất thôi nha. Đây nha mọi người ơi, ví dụ như là cây kính của em đang mang đây, hóa đơn trên 500 ngàn các chị được tặng kèm luôn các chị nha. Tặng kèm cho bên em 0 đồng, rất là đẹp và sang. Cái gọng của nó là gọng kim loại, ở đây là trồng polycarbon và chống được tia UV luôn các chị nha. Có thể mình mang đi nắng thoải mái cho bên em. Cái chồng này của bên em là khi các chị yêu mình đi ra nắng nè, đi mưa này kia thoải mái, chống được tia UV luôn ạ. À, và hóa đơn là trên 500 ngàn được tặng kèm một cây kính nha. Nè, cái chồng của nó là chồng polycarbon các chị ha, rất là thoải chắc chắn luôn ý. Và đặc biệt hơn cho bên em là không sợ bị gãy nè. Rồi cái viền của bên em ở bên đây là viền kim loại hết các chị yêu nha, mang nó không bị rỉ nha mọi người ơi. Kim loại mà kiểu mạ vàng á, cho nên là sẽ rất là đẹp và sang. Rồi mọi người lưu ý là mắt kính bên em có bán nha 350 ngàn đồng một cây. Và ngoài ra nếu như hóa đơn trên 500 em sẽ tặng kèm một cây mắt kính như vậy. Đây các chị nhìn thấy đó, nếu như các chị yêu mình đi chơi đi du lịch mình mang như thế này có đẹp không các chị ơi? Nếu như các chị đi chơi đi du lịch các chị yêu mình mang thêm một cái mắt kính nữa nhìn nó sẽ sang hơn và chụp hình lên thì cũng rất là đẹp các chị yêu nha. Hóa đơn trên 500 em tặng ngay một cây mắt kính không cần phải mua luôn ạ. À, rồi mã sản phẩm đầm là DN014, ai đặt hàng thì chốt đơn liền nha. Hóa đơn trên 500 được tặng kèm một cây mắt kính 0 đồng. Hôm nay cái đầm của em đang mặc đây là DN014 có giá cho chị yêu mình đó là sale còn 380 ngàn và miễn luôn phí giao hàng. Đầm này em đang sale 380 ngàn và miễn luôn phí giao hàng các chị nha. Chị yêu nào đặt hàng thì nhanh tay, ai mua hai đầm là sale còn có 350 ngàn thôi. Ai mua hai đầm là sale còn 350 ngàn đồng một cái các chị yêu nha và miễn ship. Đầm này rất là rẻ luôn á. Vải đẹp lắm, vải này là chất liệu lụa mango. Ok chị yêu Kim Chi lấy DN014 nè. Ok nha chị Bình An lấy DN014 nha. Chị Đào Thị Khuyên lấy DN014 380. Chị Hướng Dương lấy DN014.
DN0145 55 kg, nghe máy xác nhận giúp em. Hiện tại nhân viên đang gọi điện chốt đơn, các chị chú ý điện thoại và nghe máy xác nhận giùm em nha. Bây giờ em sẽ qua mẫu mới cho chị yêu mình đây. Mọi người ơi, đợt này mới về cực kỳ xinh luôn, cho nên là hãy nhanh tay đặt hàng liền. Em chỉ sale duy nhất trong giờ live và chỉ tặng kính cho hóa đơn 500.000 đồng trong khung giờ live stream thôi các chị nha. Ngoài giờ live em sẽ không có tặng kèm phần quà nữa. Và phần quà thì có hạn, là số lượng có ít thôi nha mọi người. Bây giờ em qua mẫu mới, các chị đợi em một xíu. Đầm DN014 là 399k nhá. 380k, các chị Hoa free ship giao hàng đến tận nhà. Em sẽ lên cho chị yêu mình một cái em đầm semi. Các chị yêu nào mọi người vào coi like rồi thì chấm bài lên like, đợi em một tí xíu nè. Bây giờ thì mình sẽ qua ngay mẫu mới các chị yêu nha. Các chị coi like, nhớ đặt hàng trong khung giờ live stream giúp em mọi người nha. Em đi thay mẫu đây ạ. Dạ rồi mọi người ơi, bây giờ mình qua mẫu mới các chị yêu nha. Em sẽ lên cho chị yêu mình một cái em đầm cho chị yêu mình, đó là đầm sơ mi. Ở đây các chị yêu nào mình thích đầm sơ mi không ạ? Nhanh tay đặt hàng trên like giùm em với nha. Đợi em tí xíu nha mọi người, em sẽ ra cho chị yêu mình xem luôn. Rất là nhiều cái mẫu đẹp dành cho các chị yêu mình luôn ha. Và hôm nay chị nào mình đặt hàng trong giờ live vừa được giảm giá, vừa được free ship giao hàng mà còn có cơ hội được nhận quà tặng là một chiếc mắt kính trị giá là 350 ngàn đồng nữa các chị yêu ạ. Rồi các chị yêu nhớ vào coi like, thả tim, thả like lên hoặc là chấm bài tương tác giùm bên em nha mọi người ơi. Nếu như mà chị yêu nào vào xem like, thả tim, thả like lên và chấm bài tương tác giùm em với nha. Bây giờ em sẽ qua cho chị yêu mình một cái mẫu đầm rất là đẹp luôn mọi người ha. Đầm quen mặc đây sẽ là đầm DN006 và tông màu hôm nay em mặc sẽ là tông màu da beo. Mọi người ơi, các chị yêu mình nhìn thấy là cái đầm DN006 ngày hôm nay em đang mặc đây có sang không mọi người ơi, rất là đẹp luôn nha. Đây để em tí xíu ạ. Em đứng cho chị yêu mình xem nè, xa một tí xíu ha các chị ha. Hôm nay chị nào vào coi like rồi thì nhanh tay chốt đơn trên like giùm bên em luôn. Mà sản phẩm của em đang mặc đây cho mình đó là đầm DN cho bên em là 006 và kèm với số điện thoại. Mọi người ơi, đây là một cái em đầm dáng sơ mi và thiết kế cho chị yêu mình là đầm dài qua gối luôn các chị yêu nha. Đối với cái mẫu này á thì cái chất liệu vải của em đang mặc đây cho mọi người nó là vải lụa mango và mặc lên không bị mỏng hay là bị nhăn gì hết. Đây là phông nghiêng các chị yêu nha. Đầm sơ mi này thì mặc lên cực kỳ sang, toàn bộ ở phần trước đều sẽ là có đính cho chị yêu mình là cúc thiệt hết. Cái mẫu đầm DN006 này em có 2 gam màu. Màu của em mặc đây sẽ là màu họa tiết da beo, còn đây sẽ là màu họa tiết vòng tròn. Và mọi người ơi, đầm này đang được bán trong giờ live stream với giá đó là 399 một đầm nha. Giá gốc của cái đầm này sẽ là 599.000, nhưng ngày hôm nay em sẽ giảm trực tiếp cho chị trên live, đó là sale cho chị yêu giảm 200.000 luôn, còn 399.000 đồng thôi. Các chị nhanh tay đặt hàng, em sale cho mọi người là tri ân đối với cái em đầm DN006 này nha, 399 và miễn ship bao giá toàn quốc luôn. Đây là một cái đầm sơ mi mà may rất là kỳ công luôn, và đầm này em may dáng mini cho nên cực kỳ tốn vải. Viền ở đây toàn bộ đều là có đính cúc ngọc, đính cúc cho chị yêu mình hết, từ trên xuống dưới là cúc thiệt nha. Form đầm sẽ là dáng đầm dài và cái mẫu này thì tay sẽ là dáng tay lỗ các chị yêu nha.
Hôm nay chị yêu nào mọi người đặt hàng ghi nhanh giùm cho bên em là DN006 ạ. Và kèm với số điện thoại là các chị sẽ có đơn hàng thành công nha. DN006 kèm với số trên livestream màu đẹp cực kỳ luôn. Cái màu của em mặc đây sẽ là họa tiết da beo. Mọi người có thấy là cái họa tiết da beo này nhìn nó sang không ạ? Em có size MLXL tới 2XL và 70 kg đổ về là mặc vừa luôn nha. Đây các chị yêu mình nhìn dáng đầm lên cho bên em nè. Trời ơi quá đẹp luôn các chị ơi. Phương nghiêng của đầm đây các chị yêu à, và đằng sau của bên em ạ. Ai mình đặt hàng thì tranh thủ là chốt đơn trong khung giờ livestream. Ngoài giờ live là không có giảm giá các chị yêu nha. Ngoài khung giờ livestream bên em không giảm giá, cho nên là bây giờ các chị yêu mình nhanh tay đặt hàng giúp em. DN cho em là 006 kèm giới ngoại chỉ có 399.000 đồng thôi. Đầm này đẹp lắm. Ok chị Mỹ Ly ạ, inbox cho bên em nào. Ok chị yêu Lê Hoa lấy DN006 gửi về địa chỉ cũ nha. Ok nha chị yêu Kim Chi lấy đầm DN006 nè. Chốt đơn cho chị Ngọc Dầu lấy một cái DN006 luôn nha. Mọi người ơi, em đầm DN006 này em có 2 gam màu. Thứ nhất đây là gam màu cho bên em, đó là màu họa tiết vòng tròn. Thì các chị sẽ nhìn kỹ giùm bên em, đó là nền của nó là màu đen. Và họa tiết vòng tròn của nó sẽ là màu nâu các chị yêu nha. Form đầm này thì sẽ là một cái dáng gọi là đầm dài mini dài qua gối luôn. Và mặc ở đằng sau đây cho bên em nè. Cái chất liệu vải lên cho mọi người đây là lụa mango nha các chị yêu nha. Rất đẹp mọi người ơi. Phần tay thiết kế cho chị yêu mình là tay lỡ rất là lịch sự nè. Đối với đầm DN006 này thì các chị yêu có thể mang đi chơi. Mọi người có thể mang đi công sở hoặc là mang đi tiệc đều được các chị yêu nha. Chỉ có giá là 399.000 đồng thôi ạ. 399.000 đồng cho bên em và free ship luôn. Ok chị Nguyễn Mai lấy đầm DN006 nghe máy xác nhận giùm em nha. Các chị yêu nhìn thấy cái dáng đầm này lên đẹp không mọi người ơi? Em thấy đầm này vừa đẹp nè, vừa sang mà mặc lên còn rất là thoải mái. Các chị mình lưu ý là hiện tại bên em đang có chương trình khuyến mãi, đó là hóa đơn trên 500.000 sẽ tặng kèm một cây kính cao cấp trị giá 350.000 các chị yêu nha. Đối với chị yêu nào mọi người mua hóa đơn là trên 500.000 đồng, các chị sẽ được tặng kèm một cây kính cao cấp trị giá là 350.000 giúp bên em với rất là nhiều kiểu dáng khác nhau các chị nha. Đây các chị xem giùm bên em nè, với rất là nhiều kiểu dáng khác nhau các chị sẽ được mua tặng kèm cây kính này với giá là 350.000 cho bên em. Nếu hóa đơn trên 500 được tặng ngay kèm một cây kính các chị nha, không đồng luôn ạ. Và miễn luôn phí ship giao hàng rất là ưu đãi cho mọi người luôn. Cho nên là vì vậy các chị yêu tranh thủ đặt hàng hoặc là rủ bạn bè người thân vào mua chung nha. Hóa đơn trên 500 được tặng kèm một cây kính các chị yêu ha. Rồi bây giờ chị yêu nào lấy đầm em mặc thì ghi là DN006 nha. Màu này sẽ là họa tiết vòng tròn, màu em mặc sẽ là họa tiết da beo. Giá của cái mẫu em mặc đây cho các chị yêu mình đó là 399k, giá gốc là 599.000 đồng các chị yêu nha. Cho nên là mọi người hãy tranh thủ là đặt hàng trong giờ livestream giúp bên em. Nhân viên của bên em sẽ gọi điện và chốt đơn cho các chị yêu mình luôn ạ. Còn bây giờ thì em sẽ đi thay mẫu mới các chị yêu nha. Sau đó thì em sẽ quay trở lại trong live tiếp theo. Các chị yêu mình vào coi live sau giúp bên em mọi người nha. Ai đặt hàng thì ghi mã kèm với số điện thoại sẽ có nhân viên tư vấn. Em sẽ đi thay mẫu đây và em sẽ quay trở lại trong livestream tiếp theo mọi người nha. Cảm ơn các chị yêu ạ.